Tết 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 đến rồi, tết 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 đến rồi. Nhầm, bạn nào có nhu cầu mua hàng Liên Quân hay Free Fire giá rẻ, truy cập ngay shop kaligaming.vn. Đây là shop ạc hợp tác chính thức với mình. Đường link shop mình để dưới phần mô tả, nên anh em có thể bấm vào mua ạc hoặc thử vận may đầu năm ủng hộ mình nhé. Hello mọi người nha, mình là Kay đây. Mọi người ạ, hôm qua là mình đến quậy tung nóc nhà anh Hùng luôn anh em ạ. Đấy, kiểu dạng như là mình có ra ăn ké, ăn trực ngủ ké của anh Hùng luôn á. Đấy, em muốn trải cái chăn này ra cho mình ngủ này mọi người. Mình đang ngủ, mình chợt cẩu dạng ngủ mùi thơm thơm ở ngoài kia ra. Hóa ra là có thức ăn mọi người ạ, nên mình bật dậy luôn đấy. Được của nó đấy. Hôm nay là ngày ăn trực thứ hai của mình. Mọi người thấy không? Mọi người thấy không? Thấy đang ăn cơm mà không gọi mình kìa. Cay vách cả nồi mọi người ạ. Ăn cơm mà không gọi mình. Anh em thấy em ngủ ăn cơm mà không gọi em à? Ủa ôi, thơm thế, em ăn với. Anh nghĩ là em đợi bọn anh ăn xong á. Đợi ăn xong quá. Vai. Đồ ăn mày ít lắm. Vai. Em cái gì em biết. Đủ cho một mình anh ăn thôi. Em biết con cá giọng bể không? Ui bé, bé ngô à? Ngô. Ngô. Kelly, wow. Kelly thấy tên đấy. Ngô này chỉ là ngô non thôi, nhưng ngô chưa chín. Nhiều, nhiều món ngon thế này mà anh cũng không gọi em ra ăn. Ngày xưa dễ thương lắm, giờ béo rồi. Ngô thì có bát rồi. Anh Hùng, đồ ăn ngon thế này mà không gọi em ra ăn. Thế thì kệ tao. Chán anh thật đấy. Ăn đi em, à không, em cứ ngồi đợi đi lăn nữa ấy. Em cũng đọc vai con cá giọt bể. Con cá giọt bể có ăn gì không? Ăn cực của cá khác. Ba ba con mười kiểu nấu ăn bài nấu hơi ngon của mẹ anh. Có rồi bà, có rồi bà. Này đi thôi. Anh Cao ơi, lấy em con tôm. Tôm tôm giỏ em ăn không? Ngán lắm rồi. Anh Hùng. Hả? Tôm thì to hơn không? What the hell? Không, có tôm bể cá kìa. Ăn cá không được em. Ăn tôm thế. Em thèm Alaska quá, tự nhiên khách đến nhà em mời Alaska đi. Wow. Thôi rồi. Em đã muốn thì anh sẽ chiều vậy, nhưng mà em trả tiền đã. Ôi, em làm gì có tiền, em đến nhà anh ăn trực anh bảo em trả tiền. Sao mày là khách mà sao mày tự nhiên như ở nhà mày vậy? À, anh bảo tự nhiên như ở nhà mà. Nhưng anh bảo là đừng quên mày là khách mà. Nhưng mà anh bảo tự nhiên như ở nhà mà. Rồi thế. Thế đặt Alaka. Được, chiều anh sẽ đặt Alaka. Ok, bắt tay. Ok, chờ đặt Alaka. Vẫn Kelly trả tiền. Em bao, anh không trả tiền. Ok. Dân chơi lái bậy anh em ạ. À. Bây giờ bố anh cũng sẽ đưa tụi mình đi uống tà tứa. Tránh ra. Tránh ra, cả lịch thách đấu chính là tao đi qua. Chúng mới chẳng thể cảm cơn bão Akira. Fan của tao mùa đông còn không lạnh, tao không biết cống kể cả khi tao đã ăn nguy ra. Bây giờ đều có ai. Giờ mới nghĩ. Chuyển đấy. Biết họ ăn kem luôn. Ui ngon vãi. Cái kem bên này vãi. A few moments later. Các bạn ơi, lần đầu mình trải nghiệm cảm giác là tắm ở nhà anh Hùng, tắm kiểu dạng tắm ở nhà rồng người ạ. Ui. Ma. Phê vãi mọi người ơi. Cảm giác bây giờ tận hưởng nó phê vãi cả nồi. Nhìn có cái đèn nó soi vào trước mặt nó cũng kiểu dạng đẹp trai nữa chứ. Cầm mẹ con. Thôi cầm. Chụp hết quay, chụp hết quay. Thôi. Tí nữa nó bọn nó cứ quay mà, nó quay ở trong âm thì. Quay hay chụp ấy? Quay cứ quay lấy ảnh, quay thì lấy ảnh. Đáng nhẽ là okay. Nồi sáng nhưng mà nồi sáng trước con rồi. Rồi rồi mình nồi sáng. Nấu đồ ăn. Đi cháu ăn xong cháu uống bia. Đây mọi người ơi, đây hôm nay anh Hùng bao tụi mình cua hoàng đế. Ơ nhầm. Tôm hùm Alaska này mọi người đấy. 4
Đây, đây hai con ở ngoài kia bốn con đấy. Ờ à, hai con đấy anh Hùng khá là dích kít luôn. Ông kiểu này. Từ tóc vậy. Đậu mắt. Qua đây mà cầm như này cho tao đi. Đây anh Hùng đây rồi. Ba cái cô đâu chú này. Mọi người ăn bên kia một con tôm. Tôm đang tử thư đấy. Ui, to quá. To quá mọi người ạ. Tôm cho mình ăn. Tôm sáng nay ăn hơi nhỏ. Thế này thì mình phải ra ăn trực nhiều anh chàng. Thế là mà nó cũng bảo anh cao anh giảm cân đi. Thế này thì ăn kiểu gì. Lát 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 cắt thì anh em mình cùng tiền tiếp. À anh em mình cũng tán ra nha. Hả? Lát lát cắt thì anh gọi là nổ số môi đứa phải thông báo sao nhá. Alo. Đồng chia đầu người nhá. Sao tí em không nổ số đâu mà em mà banh cho 1.000 vòng á. Sắn đúng rồi. Sói rút ra đó. Ui cái ly làm này nhiều rồi, cái ly phải chuyên chứ. Đâu em đã được ăn bao giờ đâu. Ê bạn ơi bây giờ mình luôn. Bóp, bóp mạnh à? Bóp mạnh à mà anh bóp cho. Đó. Khó lắm. Sao làm này? Phe sau đi. Rút ra nhưng mà phải cắt ra nhỏ ra. Phe sau xong anh điểm đất này, sao anh chẳng có phát nước lên đầy thôi. Dạ, mày bảo trong phòng đỏ đấy. Thì đâu đây này. Mấy cái này người ta không lo. Em cảm ơn anh Hùng nhá. Lấy lực mạnh quá mà nó mất đà là mình đứt tay đấy. Với cả cái này là bắn nó mắt đấy. Cái càng nó dày vậy. Đùa nó có mất một cái cạnh nhỏ nhỏ đấy thôi mà mình, không được đâu nha. Mình ăn ở ngoài kia nó có cưa, nó cưa sẵn cho mình rồi. Mình chỉ việc rút ra thôi. Lấy cái này này. Kim cắt này. Còn cái kìa, cái kìm cắt cây thì mới cắt được cái ông. Không, đoạn này nó ngắn rồi. Đoạn này nhỏ mà. Ui, nhưng mà cái vỏ nó cứng thế. Cô này nếu mà em mà cắt là sai hết. Cái đầu đi là cắt thọc ra. Cắt cái gì để nó ra đây này. Đấy, chưa. Đấy, chúng ta nhưng mà phải cắt ăn thôi. Không, cắt không bỏ ra. Cái ly ngại, cái ly ngại. Đây, đây Hùng Akia đây. Ồ. Rút được Hùng ạ. Không rút được anh ạ. Bảy đến tận nơi à? Xin tận nơi luôn. Lúc rồi em bảo quay. Bảo tôi hết rồi. Khi bạn, nó thịt nó dày. Mấy năm rồi mới được ăn lại. Tôm này ngon. À nó không đuổi ngon hơn cả cua hoàng đế. Cua hoàng đế nó kiểu gì? Ngon hơn con tôm bé lúc sáng cái này. Ừ. Công nhận. Tiết cái trắng trắng là tiết đấy. Cái trắng này là tiết này. Thử. Ui. Ui, cái trắng trắng tiết. Tiết chát lắm. Mình vẫn nhớ bóc được. À, con chứ. Ừ, rồi lần sau bảo mua ấy. Em thử mua cái phân thịt này. Đâu, áo không mua. Đâu, đâu. Mai đâu hết rồi. Đâu, lâu rồi mà. Không, cái này là tiết của nó đấy chú. Con nó đang tiết canh ăn ở ngoài kia là tiết canh nó đủ. Ok mọi người ơi, tụi mình đã ăn xong hết rồi nè. Đó thì bây giờ còn cả một đống khác thôi mọi người. Ăn con này khổ cực kỳ luôn ấy. Nó kiểu máu nó bay vào áo ấy kiểu luôn. Anh Hùng ngủ rồi. Thằng Bút thì làm gì đây? Anh Cao. Thôi bây giờ là ngủ thôi, ngày mai lại vào Sài Gòn ăn trực cùng anh Hùng tiếp. Anh Hùng đi gặp Ami mọi người ạ. Wow. Video của Kelly đến đây là kết thúc. Nếu mọi người thấy hay, mọi người đừng quên like và chia sẻ giúp mình nhé. Bye anh em nhé.